thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão. Thầy được đầy đủ nhân duyên trở ra miền Bắc thăm chư tăng tại chùa Hoằng Pháp, hiện đang hành đạo tại miền Bắc này. Trong đó có ngôi chùa Cổ Tân. Thì lời đầu thầy xin thay mặt chư tăng bổn tự kính chúc đến toàn thể quý nam nữ Phật tử cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thầy Tâm Triệu cũng vừa tốt nghiệp cử nhân Phật học khoảng một tháng nay thôi. Vừa học xong thì Đại Đức phát tâm để ra ngôi chùa Cổ Tân này phụ giúp với các vị lãnh đạo ở thôn Cổ Tân cũng như các Phật tử ở địa phương đón Tết Quý Mão. Do vậy thời gian Đại Đức về đây như vừa nãy đã trình bày mới khoảng 15 tháng 12 năm ngoái, cho đến bây giờ là gần một tháng. Thế nhưng với cái tinh thần phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật, cho nên mặc dù là mới về, nhưng Đại Đức cũng đã nỗ lực cùng với các bác lãnh đạo trong thôn cũng như các Phật tử ở tại bổn tự tổ chức đón Tết vui xuân cho các Phật tử cũng như nhân dân ở địa phương. Và những Phật tử ở nơi xa về đây thì có nơi để lễ bái, để tham quan vãng cảnh. Và như thầy cũng được biết thì ngôi chùa của chúng ta có cũng rất lâu rồi. Thế nhưng để có được một vị thầy ở đây thường trực hướng dẫn về tâm linh, hướng dẫn cho các Phật tử hiểu biết Phật pháp và thực hành lời Phật dạy thì chưa có. Nói chưa có thì cũng không đúng, mà trước đây cũng đã có, nhưng mà không có thường xuyên ở tại đây, cho nên là ngôi chùa cũng thường vắng tiếng kinh, thường vắng tiếng chuông. Khi Đại Đức Tâm Triệu về đây thì ngôi chùa ấm cúng hẳn lên, quý Phật tử cũng hoan hỷ, bởi vì cái ngôi chùa nó chỉ là cái xác thôi, còn vị thầy trụ trì, vị sư ở trong ngôi chùa đó chính là cái linh hồn. Cái xác mà không có linh hồn thì cái xác đó làm sao? Xác đó là xác chết, đúng không? Xác không có linh hồn là xác chết. Còn chùa mà không có sư thì cũng không làm được gì hết. Mặc dù là cũng có các Phật tử hoặc là các vị ở trong ban hộ tự phụ giúp công việc, nhưng mà các vị đó không thể hướng dẫn cho quý Phật tử tu được, cũng không thể làm lễ quy y tam bảo cho các thiện nam thánh nữ được, mà cần phải có một vị thầy. Vị thầy đó chính là linh hồn của ngôi chùa. Nếu vị thầy đó có tài có đức thì ngôi chùa đó sẽ trong tương lai phát triển rất là tốt. Thầy hy vọng rằng là Đại Đức Tâm Triệu là người đã tu học ở trong chùa Hoằng Pháp cũng gần cả chục năm rồi, đồng thời cũng đã học qua các trường lớp sơ cấp, trung cấp Phật học và gần đây đã tốt nghiệp cử nhân Phật học. Thì như vậy nếu nói về trình độ Phật học thì thầy đã nắm vững rồi.
và là một người cũng có khả năng, có tài, trong tương lai sẽ giúp ích cho Phật tử ở địa phương của chúng ta nói riêng và tất cả những Phật tử xa gần nói chung. Và khi ngôi chùa của chúng ta có một vị thầy hướng dẫn tâm linh, hướng dẫn Phật pháp, hướng dẫn cho Phật tử tu học, thì đây là một cái phước của quý vị. Bởi vì nếu chúng ta ở chùa, đến chùa mà mình không được sự hướng dẫn của các thầy, đặc biệt là những thầy có trình độ Phật pháp vững chắc và có đạo đức tu hành chân chính, thì chúng ta rất là dễ bị lạc. Khi chúng ta đi đến chùa thì quý thầy nói cái gì thì chúng ta tin tưởng ở điều đó. Và nếu vị thầy đó không có trình độ về Phật học cho vững chắc thì có thể sẽ hướng dẫn mình đi sai. Và đã đi sai thì không bao giờ đến cái mục đích tốt đẹp. Thí dụ như bây giờ chúng ta từ Hà Nội đến cái ngôi chùa Cổ Tân này mà không biết địa chỉ thì chúng ta đi hoài không tới, đúng không quý vị? Không có địa chỉ, không biết địa chỉ thì đi hoài không tới. Nếu chúng ta có địa chỉ, biết địa chỉ thì chúng ta sẽ đi đến. Cũng như vậy, mình học Phật pháp mà không biết đường đi, không biết phương pháp tu hành như thế nào để đạt đến mục đích giác ngộ giải thoát, thì chúng ta đi lạc đường, đi hoài không tới. Thì bây giờ Phật dạy mình những cái điều gì, mình làm đúng điều đó thì chúng ta sẽ đi đúng đường và đến đích. Còn ngược lại, Phật dạy đường mà chúng ta đi đường thì coi như là chúng ta đi lạc, đi sai. Mà đi lạc, đi sai thì có đến không? Không bao giờ đến, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này. Được một vị thầy sáng suốt mà trong đạo Phật gọi là minh sư. Minh sư là vị thầy sáng suốt. Vị thầy sáng suốt đó hướng dẫn cho mình đi đúng đường thì sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Bây giờ Đức Phật dạy mình cái gì? Đức Phật dạy mình phải có cái niềm tin. Niềm tin đối với Tam Bảo. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới. Đó là những niềm tin chân chính. Còn nếu không á, thì chúng ta đi chùa, mình á, có niềm tin nhưng mà tin không đúng. Tin không đúng á, thì mình cũng sẽ làm những điều không đúng. Tin Phật, Phật là một bậc đại trí tuệ, một bậc giác ngộ. Tin Pháp, Pháp là những lời dạy của Đức Phật giúp chúng ta đi đến con đường an vui, giác ngộ giải thoát. Tin Tăng là những vị thầy thanh tịnh, giới đức, hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường Phật Pháp. Tin Giới là những gì chúng ta đã phát nguyện thọ trì để đem lại an lạc hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Trong cái niềm tin đó thì chúng ta có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Giới. Khi mình quy Tam Bảo để trở thành một người Phật tử, chúng ta phát nguyện thọ trì mấy giới? Năm giới. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đây là năm giới căn bản đạo đức làm người. Đức Phật dạy mình năm điều này mình phải làm cho đúng thì mình có an lạc hạnh phúc. Còn nếu mình làm không đúng thì mình sẽ không có an lạc hạnh phúc. Một người giữ được năm giới thì người đó có an lạc hạnh phúc. Một gia đình mà giữ được năm giới thì gia đình đó có an lạc hạnh phúc. Một xã hội mà ai cũng giữ được năm giới này thì xã hội đó
an vui tốt đẹp. Cả thế giới này nếu ai cũng giữ được năm giới thì thế giới này cũng hòa bình, không có chiến tranh. Bởi vì trong năm giới đó, giới thứ nhất là gì? Không sát sinh. Không sát sinh. Mà chiến tranh là gì? Chiến tranh đó là sát sinh, là giết chóc, là đau thương, là tan tác. Người Phật tử giữ được năm giới thì bản thân người đó sẽ có an lạc hạnh phúc, và gia đình cũng có an lạc hạnh phúc. Thì mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới là như vậy. Đôi khi chúng ta lẫn lộn cái niềm tin Phật Pháp Tăng với là tín ngưỡng dân gian. Chẳng hạn như bây giờ ngày Tết hoặc là ngày giỗ, mình mua vàng bạc. Rồi hôm trước thầy thấy có nhiều người mà mua cả ngựa, cả xe, cả nhà bằng giấy đó, gọi là vàng mã, đem đốt cho người chết. Như vậy đúng hay sai? Ngày xưa thì mình nghĩ là đúng, phải không ạ? Đúng rồi, ngày xưa là theo tín ngưỡng, ông bà mình làm sao mình làm vậy. Nhưng mà bây giờ mình học Phật Pháp rồi thì mình có làm nữa không? Không, nếu mình làm thì sao? Thì là mê tín, đúng không? Mê tín có nghĩa là tin không có đúng, gọi là mê tín. Còn bây giờ mình có học Phật Pháp, có hiểu rồi thì mình biết cái gì cũng có nhân quả hết. Bây giờ quý vị ở trên thế gian này, mình sống, mình xài tiền á, tiền của nhà nước, mình xài đô la là đô la Mỹ, mà những cái tiền đó, đó là phải là tiền gì? Tiền thật, đúng không? Chứ còn tiền mình ra ngoài chợ mua đó, đô la cũng nhiều lắm, nhưng mà có xài được không? Không. Tiền đó tiền mã, hàng mã làm sao xài? Tiền thật mới xài được, đúng không? Như vậy thì ở trên thế gian này mình còn không xài tiền đó, mà giờ tự nhiên cái đốt xuống âm phủ cho người chết xài sao xài? Nhưng mà cái suy nghĩ của các cụ ngày xưa khác là cứ nghĩ rằng á, dương sao thì âm vậy. Mình ở trên này xài tiền thì người chết ở dưới cũng xài tiền. Mình ở trên này á, có nhà thì người chết ở dưới cũng có nhà. Mình ở trên này á, mình ăn uống các thức ăn thì ở dưới đó cũng ăn uống các thức ăn. Rồi mình ở trên này á, có ô tô đi thì ở dưới cũng có ô tô đi. Cho nên á, là có nhiều người họ tin như vậy. Khi có các cụ mất thì con cháu có lòng thương và cũng là lòng hiếu, muốn là đốt những cái đồ đó xuống để cho ông bà cha mẹ mình có mà sử dụng. Đốt cả áo quần nó sợ không có áo quần mặc lạnh, tháng lạnh thì đốt cả áo ấm nữa. Theo quý vị như vậy đúng không? Đúng không? Không. Hồi xưa thì mình nghĩ là đúng, nhưng mà bây giờ mình học Phật Pháp rồi mình nghĩ như vậy là không đúng. Vì sao? Vì Đức Phật dạy á, cái cõi người mình khác, cõi trời khác, mà địa ngục khác, ngạ quỷ khác, súc sinh khác. Mỗi một cảnh giới khác hết, tùy theo cái phước của mỗi cái người mà sinh ra ở cảnh giới đó. Thí dụ như quý vị làm người thì chúng ta mới sử dụng những cái thứ này. Còn bây giờ cái con vật ở đây á, chúng ta chỉ thấy là súc sinh, là con vật. Mà con vật nó có giống như người được không? Giống không? Không. Nó có xài tiền không? Cũng xài tiền. Rồi nó cũng đâu biết làm gì. Đó là súc sinh sống chung với loài người mà cái hiểu biết cũng như là
hành động, đồng thời là tất cả các sinh hoạt trong cuộc sống này giữa người với con vật nó khác nhau, đâu có giống nhau được. Quý vị có đồng ý không? À, thì ở trên cuộc đời này con vật mà nó còn không có thể xài được tiền, thì bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ coi, nếu mà cái người chết đó đọa địa ngục thì có xài được không? Làm sao mà xài? Nó là địa ngục thì không có xài được cái gì hết trơn á. Địa ngục là nơi đó là hành hình. Xuống địa ngục thì ai cho mình xài tiền? Mà có tiền thì mua cái gì? Ở nơi đó là nơi hành hình không, tối ngày là bị hành hình đau khổ, đâu có tiệm nào để bán đồ cho mình ăn đâu, thấy không? Không có đốt tiền xuống, nói là để cho người thân mình xài, để mua cái gì đây? Giống như những người mà bây giờ á, phạm nhân bị tù, đúng không quý vị? Bị tù thì trong tù đó, những cái người tù mà gọi là tù khổ sai là không được tiếp xúc với ai hết, nhốt riêng một chỗ không cho tiếp xúc. Thì những người đó có xài tiền được không? Không, không. Ai cho xài? Mà ở trong tù thì họ nhốt như vậy đó, rồi mình cách ly với ở ngoài này, rồi cách ly với tất cả mọi thứ, làm sao mà mình đi ra mà để đi mua cái này mua cái kia xài được đâu. Nếu mà người đọa xuống địa ngục thì cũng không xài được. Còn làm ngạ quỷ có xài được không? Cũng không. Ngạ quỷ có nghĩa là quỷ đói đó, đói lắm mà nhưng mà không ăn được. Trong kinh mô tả là ngạ quỷ á, cái đầu to, cái mình thì to nhưng mà cái cổ nó có bằng ngón tay mình à. Đói nhưng mà không ăn được, cho nên nó gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói. Quỷ đói có nghĩa là không ăn được, đói mà không ăn được. Như vậy thì bây giờ chúng ta đốt vàng mã hoặc là mình cúng cho họ ăn, họ có ăn được không? Không. Thường thì chúng ta làm cơm để cúng cho người mất, thì có khi nào quý vị thấy người mất ăn không? Rồi ai ăn? Mình ăn. Mình cúng rồi sau này mình ăn, chứ người mất có thấy ai ăn đâu, còn nguyên mâm đó à. Nếu mà quý vị cúng lát nữa cái mâm đó hết đó là người chết ăn đó. Còn này còn nguyên à, cúng rồi hơi con cháu ăn hết thì có ông bà cha mẹ quá vãng có ăn được đâu. Như vậy thì mình cúng là gì? Là với cái tấm lòng, hiểu không? Tấm lòng hiếu kính của mình, thương ông bà, thương cha mẹ để mình cúng, chứ không phải là cúng để cho ông bà cha mẹ mình ăn. Làm sao ăn được? Nếu ăn được thì đâu có phải là ngạ quỷ. Mà nếu mà ăn được thì không có là địa ngục. Địa ngục đâu có được ăn, ngạ quỷ cũng không được ăn. Chỉ có súc sinh mới được ăn. Súc sinh là những cái loài chó, heo, gà, vịt mà sống với chúng ta gọi là súc sinh. Những cái loài đó mới ăn được thôi. Còn địa ngục ngạ quỷ nó không ăn được. Thế mà có nhiều người đốt ô tô, rồi đốt quần áo, đốt nhà lầu, rồi đốt tiền để xuống cho người mất có nhà ở, có ô tô đi, rồi có tiền xài. Như vậy đúng hay là sai nè? Đây, bây giờ các vị phải hiểu, hiểu cho đúng cái điều này, để mình làm cho nó đúng. Thay vì bây giờ quý vị bỏ tiền ra mua những cái thứ đó, đốt nó phí thôi, vừa phí mà vừa nguy hiểm. Nhiều khi chúng ta đốt cái đó đó, rồi cái tàn nó bay vô nhà lá, bị cháy, cháy nhà, không có lợi ích gì. Chúng ta nên lấy cái tiền đó làm gì? Bố thí, cúng dường, làm phước, phóng sinh, in kinh, giúp những người bệnh, người nghèo khổ. Thì như vậy chúng ta sẽ có phước, và mình hồi hướng cái phước báo đó cho ông bà cha mẹ mình, thì ông bà cha mẹ mình sẽ được hưởng.
Còn quý vị bỏ ra 5-10 triệu mua vàng mã về đốt phí, không lợi ích gì hết. Còn 5-10 triệu đó quý vị đem giúp cho người nghèo nè, hoặc là bố thí nè, hoặc là phóng sinh nè, hoặc là cúng dường tam bảo nè, hoặc là giúp đỡ người đau ốm bệnh tật, đó là phước đó quý vị. Cái đồng tiền mình sử dụng rất là đúng và có lợi cho mình, có lợi cho người khác. Còn nếu chúng ta đem cái đồng tiền đó mà mình mua vàng mã đốt cho người mất, quá phí, không có lợi ích gì hết. Cho nên các cụ, các bác, các cô, các chú, các Phật tử ở đây á, khi mình đi chùa sẽ có được những cái lợi ích đó để mình hiểu ra, mình hiểu cho rõ, mình không có đi lạc đường, mình không có tốn tiền vào những cái việc như vậy. Thay vì ngày Tết, ngày giỗ thì chúng ta làm mâm cơm. Mâm cơm đó là để tưởng nhớ đến ông bà, cha mẹ, chứ không phải là cúng cho các vị về ăn. Năm cái ngày 30 Tết cho các cụ ăn con lành, rồi cả năm cho nhịn đói. Cứ Tết thì cho ăn có một bữa thôi, rồi hết Tết thì cho nhịn. Đâu có phải, đúng không? Cái đó là chúng ta tưởng nhớ, nghĩ nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chứ không phải là mình cúng cho các cụ ăn. Cụ cúng cho các cụ ăn thì ngày nào cũng phải cúng chứ. Sao tới 30, một năm có một ngày cúng, hoặc là tới ngày giỗ mới cúng cho các cụ, còn ngày thường không cúng các cụ, các cụ ăn sao, đói à? Bỏ đói cho nhịn đói luôn. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Và Đức Phật dạy chúng ta đó, khi mình sinh ra sống ở trên cuộc đời này, lúc mình từ giã có đời này thì không đem cái gì được hết á. Không có đem bất cứ một cái gì. Chồng cũng không đem được, vợ không đem được, con không đem được, của không đem được, ruộng vườn, tài sản cũng không đem được. Có ai chết đem được cái gì không? Có không? Đó, chắc chắn là không có ai đem được gì. Ở đây không tin đó quý vị, mấy bà hay là mấy ông đó, sau này mà già rồi sắp chết đó, kêu vợ hay kêu chồng đến, thôi bà ơi, hồi lúc tôi sống tôi thương bà lắm, bây giờ tôi sắp chết rồi, bà có đi theo tôi không? Đi không? Còn lâu mới đi. Ông đi thì ông đi, ông để tôi sống chứ, đúng không? Đó là vợ chồng thương nhau, nhưng mà chết thì cũng đường ai nấy đi thôi. Đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Ở tới đó là thế thôi. Chứ chồng cũng không đem vợ được, vợ cũng đem chồng được, cũng đem theo của cải được, cũng đem theo nhà cửa ruộng vườn được. Thế nhưng mà có đem theo một thứ đó quý vị, đem cái gì? Đúng, hay quá, đem theo cái nghiệp đó. Chỉ có đem theo cái nghiệp thôi. Mà nghiệp là gì? Đó, nghiệp là những hành động mà chúng ta đang tạo tác đây. Thí dụ như bây giờ hàng ngày quý vị biết tu nhân tích đức, làm lành lắm dữ, thì đó mình tạo cái gì? Cái nghiệp thiện. Nếu mình làm những cái điều ác thì là tạo nghiệp ác. Mà nghiệp thiện đó, thì khi chết thì chúng ta được sinh về cõi trời, cõi Phật, trở lại làm người. Nếu chúng ta tạo cái nghiệp ác thì khi chết đọa địa ngục, làm ngạ quỷ và súc sinh. Nó rõ như vậy đó. Cho nên đó là chúng ta phải sáng suốt, phải thấy rằng từ giả có đời này chúng ta sẽ đem theo cái gì để mình chuẩn bị. Còn nếu không á, là cả đời chúng ta lo cho những cái thứ mà không đem đi được. Lo cho những cái thứ không đem đi được. Còn những cái đem đi được mình lại không lo. Cái đó là cái sai lầm.
Bởi vì Đức Phật vậy đó, khi từ giả cõi đời này mình chỉ đem theo cái nghiệp. Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này hai bàn tay trắng, chết đi rồi thì cũng trắng tay, đúng không? Sinh ra có ai đem theo cái gì không? Có không? Không. Rồi thì chết cũng không đem theo gì hết. Nhưng mà chết lại đem theo một thứ, đó là cái nghiệp. Nếu mình làm những điều tốt thì đó là nghiệp thiện. Nếu làm những điều xấu thì là nghiệp ác. Mà nghiệp thiện thì mình đi lên, nghiệp ác thì đi xuống. Nó rõ ràng như vậy. Nghiệp thiện đó là gì? Là những việc mà chúng ta làm đem lại lợi ích tốt đẹp cho tự thân, cho tha nhân. Hàng ngày mình tu tập là tu tập cái gì? Tu tập ba cái nghiệp của mình nè, thân, khẩu, ý. Làm sao cho thân của mình không sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu của mình không có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói lời phù phiếm. Ý thì không còn tham, không còn sân, không còn xì. Như vậy thì nếu ba nghiệp này mình giữ được trong sạch thì đó là gì? Đó là nghiệp thiện. Còn nếu ba nghiệp này mình không giữ được trong sạch thì đó là ba nghiệp ác. Mà nghiệp thiện thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được sinh về cõi trời, cõi Phật, cõi người. Và nghiệp ác thì chúng ta sẽ đọa địa ngục, làm ngạ quỷ và súc sinh. Bởi vì tất cả chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này đều kết thúc. Kết thúc ở đâu? Kết thúc ở hơi thở, đúng không? Hơi thở không thở vô thì gì? Thì chết. Đức Phật dạy rất hay quý vị. Đức Phật nói là mạng sống chỉ trong hơi thở. Thở vào mà không thở ra là chết. Chứ ở đây chúng ta đừng nói rằng mình sống 100 năm, 90 năm, 80 năm, 70 năm, 60 năm. Mà Đức Phật nói rằng mạng sống chỉ trong hơi thở. Mình thở vào không thở ra là xong. Xong một kiếp người, đúng không? Cho nên á, nếu mà quý vị đi ra ngoài nghĩa địa đó thì thấy rằng có người mới sinh ra cũng chết, 1 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết, 20 tuổi cũng chết, 30 tuổi cũng chết, 40 tuổi cũng chết, 50 tuổi cũng chết, 60 tuổi cũng chết, 70 tuổi cũng chết, 80 tuổi cũng chết, 90 tuổi đến 100 tuổi. Khó kiếm là người được 110 tuổi, đúng không? 100 thì cũng có, nhưng mà 110 thì ít lắm, hiếm lắm mà mới có được người nào mà sống tới 110 tuổi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, mình thấy sống thọ thì là một phước báo, nhưng mà sống thọ đó nó phải kèm theo cái là gì? Phải có sức khỏe, đúng không? Chứ thọ mà không có sức khỏe là cái đó lại còn khổ nữa. Thí dụ giờ mình lớn tuổi mà mình không đi đứng được, không ăn uống được, mình chỉ nằm chỗ thì đó là cái khổ cho chính bản thân, rồi khổ cho ai nữa? Khổ cho con cháu nữa. Nếu mà thọ mà mình vẫn còn như các cụ đây nè, còn đi chùa được nè, đó, như mấy cụ này là cũng già 80-90 rồi. Cụ bao nhiêu rồi á? 90. Còn cụ bên đây? Cụ đây gần 90. Có cụ này là 90 rồi. Còn cụ kế đây là chắc còn 80. Cụ này 90. Đấy, nếu cụ 90 mà đi còn ngồi đây được, còn nghe được, còn nói được như thế này, đây là thọ nè. Này là đáng thọ đó. Rồi, cho cụ chàng phó tay. Chúc mừng cụ. Chúc mừng cụ sẽ sống được hơn 100 tuổi. Không được hả? Thật ra ai cũng mong muốn mình được sống thọ, đúng không? Nhưng mà thọ phải khỏe. Chứ thọ mà nằm một chỗ, không đi đứng được, đau ốm liên miên thì cũng khổ, chứ không sướng. Khổ.
khổ cho cái thân mình, rồi khổ cho con cháu nữa. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn như Đức Phật dạy: sinh, già, bệnh, chết, không tránh khỏi. Như vậy thì mình chắc chắn rằng sẽ phải chết thôi. Nhiều người nói cái chữ chết thì hơi bị kiêng cử, nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta đừng có kiêng cử, bởi vì đó là sự thật. Mình có kiêng cử thì nó cũng đến thôi, đúng không? Chúng ta không biết ngày mai đâu. Chứ đừng nói là tôi sống tới 100 hay là 80, 70, không có. Chừng nào mình sống tới đó là mình mới biết tới đó, đúng không ạ? Chứ còn các vị ở đây đâu có ai biết là ngày mai. Bởi vì Đức Phật dạy là mạng sống trong hơi thở, thở vào không thở ra là xong rồi. Chứ không có nói gì là 50, 60, 70, 80 gì hết, đúng không ạ? Không có thể nói được như vậy. Cho nên mình hiểu được cái chết đó, là nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào, không phân biệt tuổi tác. Khi mà một cái cơn đột quỵ hay là cơn thắt tim, đứng tim cái là rồi xong thôi. Chứ không phải là mình nói rằng tôi sống cho tới 80. Ở đây có ai đoán là mình sống được tới bao nhiêu tuổi không? Không ai đoán được đó. Nhưng mà khi sinh á thì có thể đoán được, đúng không? Vì cái người mẹ khi mang thai ngày nào thì bác sĩ cũng có thể đoán được cái ngày sinh của mình. Còn ngày tử, ngày tử là không ai đoán được, đúng không? Không ai đoán được hết trơn, không biết mình chết ngày nào. Vì mình không đoán được cho nên mình phải ráng mình tu. Trước đây thầy có làm một cái câu lục bát như thế này: nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ cứ tà tà tu. Nếu ai sống chết mịt mù, bây giờ tu gấp chớ tu tà tà. Nếu ai chắc sống tới già, bây giờ còn trẻ cứ tà tà tu. Bởi vì mình biết rằng mình 100 tuổi mới chết thì thôi cứ tà tà. Vừa tu vừa chơi. Nhưng mà nếu ai sống chết mịt mù thì bây giờ tu gấp chứ tu tà tà. Bởi vì mình không biết ngày mai, cho nên ngày hôm nay quý vị đi chùa được thì ráng đi, niệm Phật được thì ráng niệm, tụng kinh thì ráng tụng kinh, mình làm phước được thì cứ ráng làm phước. Nghĩa là mình tu được, mình làm được điều gì tốt đẹp thì cứ làm đi quý vị. Chứ còn không ai biết ngày mai, không ai biết ngày mai. Đến khi già đến hoặc là bệnh đến thì chúng ta có muốn làm cũng không được. Muốn niệm Phật cũng không được. Muốn tụng kinh cũng không được. Muốn lạy Phật cũng không được. Lúc đó là cái cơ thể của mình không làm chủ được nữa. Mà lúc đó là cái bệnh nó kéo đến, nó làm cho mình khổ, làm cho mình đau, làm cho mình không có theo được cái ý của mình. Chứ bây giờ mình muốn ăn mà không ăn được, mình muốn đi chùa cũng không đi được, bởi vì cái ý mình muốn nhưng mà cái thân của mình không thể theo được cái ý của mình vì nó đau, bệnh, rồi già, kiệt sức rồi không thể làm được. Bây giờ quý vị còn có thể làm được thì ráng làm, còn có thể tu được ráng tu, còn có thể tụng kinh được ráng tụng kinh. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái phước thì chúng ta phải tích thì nó mới có. Ví dụ bây giờ ở đây nó có một cái lu, đúng không? Thì mỗi ngày một giọt nhỏ nhỏ vậy thì lâu ngày đầy lu không? Đây, đúng không? Đó là chúng ta tích phước đó. Cứ mỗi ngày mình tu một chút đó, giống như cái giọt nước, cái giọt nhỏ 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 rồi nó đầy lu lúc nào mình cũng không biết. Còn nếu mà chúng ta làm điều ác thì cũng giống như
những cái giọt nước cứ nhỏ nhỏ riết làm sao nó cũng đầy, đúng không ạ? Cái việc ác Đức Phật nói là dù nhỏ chúng ta cũng không làm, việc thiền dù nhỏ chúng ta cũng cố làm, bởi vì đó là chúng ta đang tích phước mỗi một ngày một tí, thì nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, một đời của mình sẽ tích được nhiều cái phước. Mà khi tích phước đó đó, thì ai hưởng cái phước này? Ai hưởng? Mình hưởng. Đúng chưa? Đó, mình hưởng. Chứ không ai hưởng cái phước đó của mình hết. Phải tích cực để làm. Bởi vì như vừa nãy thầy có nói đó, khi chúng ta nhắm mắt thì đem theo cái gì? Cái nghiệp. Thì bây giờ hàng ngày mình tích phước, hàng ngày mình biết tu, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm những điều tốt, thì đó là chúng ta đang tạo cái thiện nghiệp. Và khi chúng ta từ giã cõi đời này thì mình cũng đem theo cái thiện nghiệp này. Còn nếu mà hàng ngày chúng ta có ý nghĩ xấu, lời nói xấu và hành động xấu, thì mỗi một ngày một tích chứa cái nghiệp ác, khi chúng ta nhắm mắt thì sẽ đi theo cái nghiệp ác này, và nghiệp ác này sẽ dẫn mình xuống địa ngục làm ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy chúng ta cố gắng có một cái niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo, niềm tin vững chắc đối với giới luật mà Đức Phật đã dạy. Còn những cái niềm tin thuộc về dân gian đó, thì lúc đầu chúng ta không biết thì làm, nhưng bây giờ mình biết thì có làm nữa không? Không. Như hồi trước mình không biết thì đốt vàng mã, đốt nhà, đốt ô tô, rồi đốt cái quần áo xuống cho người chết. Thì bây giờ mình đã hiểu Phật Pháp rồi, mình còn đốt nữa không? Nếu mà quý vị đốt á, thì nó cũng không có đúng, không nghe quý vị. Biết sao không đúng không? Bây giờ thí dụ như người chết á, mà ở dưới địa ngục, mình đốt xuống cho họ để họ xài, thì mình mong cho họ ở địa ngục nữa hả? Đúng không? Thấy chưa? Nó mâu thuẫn. Mình muốn ông bà của mình á, được gì? Được siêu thoát. Thấy chưa? Được siêu thoát, được về với Phật. Mà bây giờ mình lại đốt đồ xuống cho ông bà mình xài, thì chắc là mong ông bà mình ở dưới đó hoài à. Có mâu thuẫn không? Đó, mâu thuẫn rõ ràng mà mình không biết. Thay vì mình đốt cái đó thì mình làm gì? Bố thí, tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho các cụ được siêu thoát. Các vị mà nhớ tưởng đến tổ tiên, đến ông bà, đến cha mẹ, thì mình phải cố gắng niệm Phật, tụng kinh, lại Phật, ngồi thiền, bố thí, cúng dường, hồi hướng cái phước báo đó cho các cụ, thì các cụ sẽ được hưởng. Chứ còn bây giờ mình đốt vàng mã cho các cụ không được hưởng, mà cái mâu thuẫn ở chỗ là mình lại đốt mà mong cho các cụ ở dưới hưởng hay sao? Mình muốn các cụ siêu thoát mà đốt cái đó xuống cho các cụ hưởng thì thôi, thì coi như là mình mong cho các cụ ở dưới rồi. Đó, cho nên các vị phải hiểu được điều này. Mình á, là người học Phật là phải có cái trí tuệ. Phải có trí tuệ là chỗ đó. Phải có niềm tin chân chính. Đó, gọi là chánh tín chứ không phải là mê tín. Bởi vì ai cũng phải có niềm tin. Đối với người Phật tử mình cũng phải có niềm tin. Không có niềm tin thì chúng ta không có thể đến với đạo Phật. Chứ không có niềm tin thì chúng ta cũng không thể thành tựu được cái mục đích lý tưởng mà mình đi. Bởi vì mình không có niềm tin. Khi chúng ta có niềm tin đúng thì mình sẽ đi đúng, còn niềm tin sai thì sẽ đi sai, và kết quả sẽ không được tốt đẹp. Thì hôm nay nhân dịp đầu năm mới Xuân Quý Mão,
Thầy có chuyến Phật sự ở miền Bắc và ghé thăm thầy Tâm Triệu, hiện đang sinh hoạt tu học tại chùa Cổ Tanh này, và được thăm các bác ở trong thôn cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử ở Cổ Tanh nói riêng và ở Hải Dương này nói chung. Thì kính chúc Đại Đức Tâm Triệu cũng như toàn thể các bác ở trong thôn Cổ Tanh, các Phật tử nam nữ cùng gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.